Bộ Công an đang đảm nhiệm vai trò chủ trì việc xây dựng một dự thảo luật căn cước mới nhằm sửa đổi và bổ sung cho luật căn cước công dân năm 2014, hiện đang có hiệu lực. Hiện tại, có 15 trường thông tin được thu thập và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những trường thông tin này bao gồm thông tin cá nhân như họ tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, nhóm máu, tình trạng hôn nhân và nhiều trường thông tin khác. Tuy nhiên, dự thảo mới của Bộ Công an đề xuất một bước tiến quan trọng bằng việc mở rộng danh sách các trường thông tin lên 26. Những trường thông tin mới bao gồm số định danh cá nhân, họ tên khác, nơi sinh, số chứng minh nhân dân 9 số, số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử và một số trường thông tin khác. Bộ Công an cho biết thông tin này sẽ được chia thành hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên bao gồm những thông tin mà công dân bắt buộc phải cung cấp như họ tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, và những thông tin này được sử dụng để tạo ra một số định danh cá nhân duy nhất. Điều này giúp phân biệt mỗi công dân với người khác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý dân cư. Nhóm thứ hai gồm các thông tin còn lại như nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại và nhiều trường thông tin khác. Các thông tin này được coi là cần thiết để phục vụ công tác quản lý của nhà nước, cũng như để đáp ứng các mục tiêu về chuyển đổi số theo đề án số 06. Công dân có trách nhiệm cung cấp thông tin này cho cơ quan nhà nước khi họ thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công và trong quá trình sử dụng các tiện ích và giá trị từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin như nhóm máu và số điện thoại di động đã gây ra một số ý kiến băn khoăn về vấn đề bảo mật thông tin, đặc biệt trong bối cảnh an toàn dữ liệu.